Gớm chứ. Nhìn gớm ơi. Cái cuồng này nó đến càng ngày càng cao này. Cái cuồng này càng ngày càng cao lên rồi. Nó đẩy vô mà. Đi chứ. Bao giờ đi được? Đi cầm 2 ngày tới nữa. Nhìn nó nhìn như kiểu con sứa gì. Nhìn như kiểu con sứa ơi. Những hình ảnh này được người dân quay lại tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vào sáng 6 tháng 9 năm 2024. Khi siêu bão số 3, tên quốc tế là siêu bão Yagi, đang áp sát đất liền vào sáng 6 tháng 9, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh những dải mây dày đặc, khổng lồ sát mặt đất, màu đen kéo dài, tầng tầng lớp lớp, giống như một đợt sóng thần đang ập đến. Theo tìm hiểu, những đám mây khổng lồ này xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và một số địa phương miền Bắc. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra lo lắng và cho rằng đây là dấu hiệu của siêu bão số 3 sắp đổ bộ Việt Nam. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng, Chủ tịch Hội Thiên văn Hà Nội cho biết đây là mây vũ tích. Mây vũ tích là những khối mây dày và đặc, có độ phát triển lớn, dữ dội theo chiều thẳng đứng, nhô lên thành hình những trái núi và những ngọn tháp cao đến hàng km. Mây vũ tích gây mưa lớn, mưa rào to kèm dông sấm chớp. Đây là loại mây nguy hiểm sinh ra mưa lớn và sấm sét ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của con người. Thông thường, loại mây này xuất hiện là do sự bất thường của khí quyển và hình thành do hơi nước từ các dòng khí mạnh thổi từ dưới lên. Tuy nhiên, nó cũng có các dạng đặc biệt trước những cơn lốc hoặc cơn bão. Có thể khẳng định, những đám mây xuất hiện như hình ảnh này là do dải mây gây mưa của siêu bão Yagi đang di chuyển trên Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền. Dải mây gây mưa này hiện đã bao trùm hết miền Trung. Trong khi đó, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6 tháng 9, Trung tâm cũng nhận hình ảnh về dải mây này do nhiều người dân cung cấp. Đây là ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão số 3, tức siêu bão Yagi. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tức từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Từ đêm 6 tháng 9 và gần sáng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối 7 tháng 9. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm siêu bão từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ngày 6 tháng 9 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Gọi là phương châm của chúng ta ấy, nói chung là phải chủ động phòng ngừa thôi. Có thể phòng ngừa 10 nhưng mà chỉ xảy ra một lần. Nhưng mà một lần chúng ta không có phòng ngừa và không có cách ứng phó và chúng ta chủ quan ấy, thì chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn. Nên cái ý là ở đây làm tất cả và làm một cách hết sức chặt chẽ, đúng không? Và nghiêm khắc với tinh thần là không có hối tiếc. Hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc, tất cả. Không hối tiếc chính là tinh thần mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các ban, bộ, ngành, địa phương khi phòng chống siêu bão số 3. Có tên quốc tế là siêu bão Yagi. Trước tình hình siêu bão số 3 đang có nguy cơ đổ bộ miền Bắc nước ta, chiều 5 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với siêu bão này. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 10 năm trở lại đây. Sáng 5 tháng 9, bão đã mạnh cấp 16, tức là cấp siêu bão, giật trên cấp 17.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh thành gồm Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có những phương án chủ động phòng chống trước khi siêu bão số 3 đổ bộ. Trong số đó, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương thông tin, tuyên truyền cho khách du lịch khẩn trương di chuyển về nơi an toàn, đồng thời liên tục thông tin, động viên chủ tàu thuyền đưa phương tiện và người trở về bờ, sơ tán toàn bộ người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, sau 10 năm, đồng bằng sông Hồng lại đón một cơn bão lớn. Đường đi của bão ổn định, dự báo của các cơ quan chức năng đều trùng khớp về cường độ, mức độ cảnh báo rủi ro. Đặc biệt, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lại là trung tâm kinh tế, công nghiệp. Vì vậy, Bộ trưởng Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phải hành động không hối tiếc. Hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc, tất cả về lực lượng, về thiết bị và tất cả những phương án rủi ro khác. Như báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, hệ thống đê biển của chúng ta với một cấp độ này thì nó sẽ mất an toàn. Ra đây là các địa phương ven biển cũng sẽ chú ý. Thứ hai nữa là cái phạm vi rất là rộng, từ Nghệ An trở ra tới Quảng Ninh, và từ Quảng Ninh mà lên tới Hà Giang, Cao Bằng, tất cả gần như một cái khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều là trong vòng của ảnh hưởng của cái cơn bão số 3 này. Do đó thì tôi đề nghị đồng chí Phó Tướng cũng chỉ đạo thêm để cho các địa phương quán triệt cái tinh thần là không chủ quan. Chúng ta hành động một cách khẩn trương, không hối tiếc. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, siêu bão số 3 là cơn bão rất mạnh, khó dự báo. Trên đường tiến vào Biển Đông, bão gặp những điều kiện thuận lợi để thành siêu bão. Để phòng chống hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu cần làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin đến người dân. Theo Phó Thủ tướng, cơ quan dự báo cần phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí bất cứ lúc nào, thời gian nào để truyền tải đến người dân, giúp người dân chủ động phòng ngừa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 với tinh thần không hối tiếc. Cái quan trọng là chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm, bởi vì cái mỗi năm nào cũng đến mười mấy cái cơn bão. Nhưng mà cái điều mà cái gọi là phương châm của chúng ta ấy, nói chung là phải chủ động phòng ngừa thôi. Có thể phòng ngừa 10 nhưng mà chỉ xảy ra một lần. Nhưng mà một lần chúng ta không có phòng ngừa và không có cách ứng phó và chúng ta chủ quan ấy, thì chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn. Nên cái ý là ở đây làm tất cả và làm một cách hết sức chặt chẽ, đúng không? Và nghiêm khắc với tinh thần là không có hối tiếc. Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo, từ sáng thứ Bảy, tức sáng 7 tháng 9, thời điểm bão đổ bộ, người dân nên ở nhà, vì theo dự báo, bán kính hoàn lưu của bão rất rộng. Ngoài việc ảnh hưởng của bão, còn có thể có dông lốc xảy ra, trong khi hiện nay người dân sử dụng mái tôn, biển quảng cáo rất nhiều, cây xanh cũng có nguy cơ đổ gãy cao.